Xin mến chào cô bác. Hiện tại Thiện đang đứng ở nhà của cô Mảnh. Thì hoàn cảnh này thì cô cũng ở trong vùng sâu vùng xa, không có người lui tới. Thì đây một mình cô ở với một người cháu thôi. Có hai bà cháu sống với nhau trong cái ngôi nhà này. Thì hôm nay Thiện tới đây quay phim để hỏi thăm hoàn cảnh của dì. Đây mời cô bác cùng vào trong với Thiện ha. Ở đây ngôi nhà lá cũng lụp xụp siêu dẻo. Dạ con chào dì. Dì tên gì dì? Tôi tên Lưu Thị Tuyết Mảnh. Lưu Thị Tuyết Mảnh hả? Năm nay dì bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 58 tuổi rồi. Rồi ở có hai bà cháu à sao? Có hai bà cháu, hai vợ chồng nó ly dị rồi bỏ con nó đem tôi nuôi, rồi mẹ nó cũng bệnh hoài đó, rồi đi làm được nhiêu thì tiếp cho nhiêu về lo cho nhỏ học. Dạ. Rồi bây giờ mình cháu con biết bỏ ở đâu. Rồi đi xin lá người ta, người chết chục chồng được trăm ngoài hôm đó, rồi nó ngã bệnh nó gai xương sống đó, rồi bây giờ khòm xuống lâu đâu có nổi, rồi đâu có mặn nữa đâu. Dạ. Rồi để đó tính coi có khỏe thì làm, chứ mấy chú thương giúp cho mấy ấm tình thương thì tôi cảm ơn nhiều. Xích vô trong chút đi gì. Rồi đi hết trơn để lại hai bà cháu ở trong nhà này đó hả? Dạ, ngồi đây đó gì. Để hai bà cháu. Con gái qua đây nè con. Con gái nó có chồng rồi, nó thôi giờ nó đi giúp quán cà phê người ta rồi. Ở đâu? Ở ngoài dì ba nó gạch sỏi á, ngày nào thì lên ngày nấy chứ không có mần tháng được, bởi vì nó cũng có căn bệnh đó, không có mần tháng được. Dạ. Mần tháng rồi nếu mà ôm tháng ta phải chứ phải làm suốt. Dạ. Nó bệnh rồi đâu có làm được, giờ ngày nào không tính nha, ngày nấy vậy đó. Được nhiêu nó tiếp nó gửi về nuôi hai bà cháu. Rồi hai bà cháu làm nghề gì sinh sống? Không có làm nghề trơn á, mà ngoài nước á thì đưa cháu đi học, rồi kéo thao lấy ruộng nè, bắt ốc. Dạ. Rồi tới mùa lúa thì người ta cắt gần gần đây thì đưa nó đi học, rồi mình đi mót lúa, rồi canh tới giờ học thì mình đi rước cháu về. Dạ. Rồi tháng kia thì có tiền mua 100 thước lưới, rồi lội xong nè ruộng nè văng á, rồi kiếm cá bằng mắm bán lại qua vậy đó. Mà được rồi, bán còn mấy ký nữa nha. Thì hai bà cháu cứ ngày nào lên ngày nấy. Chứ biết làm sao, giờ chú hoàn cảnh khổ rồi cũng không biết đường nói nữa. Rồi con gái ở đây là học lớp mấy rồi gì? Cháu này hả? Dạ. Học lớp 1. Nhà cửa này chắc cũng dột nhiều lắm à hả? Dột nhiều lắm chú, bên đây là cái cột này tuôn mọt hết trơn rồi nè. Mấy lỗ rồi mà lá này nó chưa có đủ. Này nó lủng lỗ rồi nè. Che cao su à hả? Che cao su, cái này là chỗ này mới dột nhiều, nó không thấy nhà thấy trời. Dạ. Chứ mà dột nhiều. Chú có để cái gáo trên này nằm mưa đặng mà mình múc nước ra đổ thì xô đó, chú cứ tự nhiên vô xem. Chứ không múc ra thì nó xà trên ruộng. Nó xà trên vạt này. Ngoại nó con nào, con bệnh đó, ngoại nó con đang nóng hổi không có uống ăn đùm bậy được. Không, con bệnh, ngoại nó để hết bệnh đi rồi ngoại cho ăn. Thì ngoại nói con nghe lời đi. Ổng mất 4 năm rồi. Hồi mất em bé này nó mất chưa đầy 2 tuổi nữa. Dạ. Rồi hai mẹ vợ chồng nó ly dị rồi bỏ. Đây đây hả? Ừ, hai chồng nó đó. Nó thương vợ chồng lắm chú, mà tại chồng nó mất bài quá rồi con cái chuyện không nổi. Rồi khuyên nói mét bên chồng ta nói của ông bà để lại cho chơi chút đỉnh, rồi cháu tôi nó nói mấy lần rồi không nghe thôi. Nó nói 4 lần rồi, mình cũng gắng năn nỉ con, thôi con ở lại có đồ có bạn đi. Nó nói mẹ coi con đâu đi mượn tiền chị em ăn dâu. Ta nói chồng mày có tiền đánh bài mà không có tiền lo cho cháu là sao. Ta nói vậy, rồi nó trốn nó đi mà tôi cũng điện đi, dẫn ghế đi tới chỗ bắt về. Rồi nói rồi nó biết nhiêu lần rồi nó không nghe, rồi giờ mình biết làm sao đâu con mà. Rồi vậy là thôi nhau bao lâu rồi? Thôi nhau 2 năm rồi. Dạ. Giờ tôi nói rồi mẹ con bé đi làm để gửi tiền về lo cho đi học hả? Dạ. Nó mần coi như nó mần ngày người ta đó. Dạ. Chừng nửa tháng nó có thì nó gửi về chút đỉnh, còn không có thì nó điện bà cháu cả nhà bà dì nó quản lấy. Dạ. Còn không ấy con bà dì nó đem lên giùm. Chứ ở đây vùng sâu vùng xa mình di chuyển đi tới lui bằng gì gì thì cứ lội bộ vậy nè, lội bộ ra ra cho nó học, còn nếu mà đi đâu thì kêu xe ra ôm đó, còn phương tiện thì tháng này thì nó rất dễ dãi, còn tháng mưa thì tội nghiệp đứa bé nó đi học phải có chiếc xuồng thì mình thả nó xuống ngồi bơi được thôi. Vì thời gian tới con cắt nhà xong rồi sắm cho dì cái xuồng nghe. Rồi
đây đi tới đi lui. Cảm ơn chú cho chiếc xuồng nó rồi mua phạt tôi mừng lắm. Tôi mua 100 thước lưới tôi thả kiếm cá bán lo cho cháu vậy đó. À, dì ơi, hôm nay tới đây thăm dì, con cũng có thay mặt chị Trang ở bên Thụy Sĩ đó, gửi cho dì 1 triệu nghe. Dạ. Vậy thôi là trước hết tôi không có gì hơn, tôi xin cảm ơn trước hết cảm ơn cái dì Trang, vì đến sau là cảm ơn chú cũng đến gia đình tôi. Tôi cũng rất mang ơn, tôi dạ. Không có gì nói hơn nữa, là chỉ có nhiều cảm ơn chú và cô bên kia được rồi. Dạ, dạ. Không dán đâu, rồi uống bảy bản có được đâu. Mưa không hả bánh? Vậy còn đi mua thuốc thêm chú. Chị ba coi cái lỗ nó mưa là nó tuôn đó chị ba. Sao mà nó tuôn? Rồi trên này nè, anh để cái gáo trên này nè. Mưa cái em đứng cho nó đó, anh thọc gáo múc, anh để xô đem đổ vô. Rồi sắp ra sân đổ. Anh ba anh làm cho cái nhà này rồi cái đầu nó tới giờ nó đi luôn. Con. Thôi vì hôm nay lại tới quay hoàn cảnh của gia đình gì. Chúc gia đình, chúc gì, chúc cháu ngoại nhiều sức khỏe nghe. Rồi có gì thời gian tới mà khi vật tư lên á thì dì nhờ anh em bà con dòng họ đó dọn đồ ra tiếp, dỡ cái nhà này ra nghe. Dạ. Dạ. Thì chừng nào tới thì dạ, dạ. Chú cho thằng quanh đó nó hay, nó cho tôi hay rồi. Dì đi tới cho hay rồi thì mình mượn anh em xếp dỡ nhà. Rồi vậy con về nghe gì? Dạ, vậy thôi cũng cảm ơn chú nha. Dạ. Có lần tiếp tôi mừng lắm trời, tôi tới thiệt chú mà tôi chú không cho tôi mái nhà chắc tới đời chết tôi không cất được cái nhà như chị Thạnh đâu. Nó cứ chạy ra hoài.